chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, gặp thời phất mạnh, đổi đời giàu sang, tiền vàng chất đống, cuộc sống sướng hơn tiên. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, tuy anh chị cười, nhưng đâu phải là vui. Vẫn cứ chán nản, cứ thể hiện cá tính mà trống rỗng ở tận sâu, cứ làm cái phải làm cái cần làm, nhưng chẳng có nổi động lực mà phấn đấu trường kỳ. Người đời nghĩ anh chị cả thèm chóng chán, đứng núi này, trông núi nọ, nào có hay trong tâm tư là bầu trời giông tố. Người xưa có câu ca dao rằng, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Trên đời này, mỗi cuộc đời, mỗi con người lại mang một câu chuyện, một số mệnh khác nhau. Thế nhưng, anh chị đã bao giờ tự hỏi rằng, tại sao có rất nhiều người hiền lành, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, lại khó khăn vất vả, khổ nhọc cả đời, làm mãi vẫn chẳng đủ ăn, càng ngày chỉ thấy càng nợ nần thêm. Trong khi đó, có những người sinh ra đã sống trong giàu có, có những người thì cứ an nhàn mà tiền bạc vẫn phủ phê, sung sướng, chẳng cần lo nghĩ điều gì cả. Mới đây nhất, khi nghe luật nhân quả và luật lá số tử vi cuộc đời của 12 con giáp, thầy tử vi học Phương Đông nói rằng, những ai trước giờ vẫn luôn sống trong đau khổ bởi có làm mà chẳng có ăn, hãy tin rằng, ông trời không để cho những người thực sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó phải thiệt thòi được đâu. Và trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Canh Thân lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cãi giận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, có lắm thứ thử thách ở đời nó giống như bài thi đại học vậy, chỉ mình Canh Thân có thể viết đáp án mà không một ai có thể nhắc bài, không một ai có thể ném phao, cũng không một ai có thể cho bạn chép được cả, nên đừng phiền lòng khi trong cái đoạn nhấp nhô vừa rồi. Canh Thân phải từng trải qua, từng nghĩ ngợi nhiều khi, dù đã hỏi han cầu sự giúp đỡ, Canh Thân vẫn chưa nhận lại được những cái lắc đầu chẳng quan tâm. Người đời phù thịnh, chứ chẳng phù suy, và cũng chẳng ai bị ràng buộc trách nhiệm với từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi, thậm chí từng giọt máu bạn tuôn ra cả. Nên hãy chấp nhận trong cái đoạn Canh Thân, nâng tầm của bản thân, và nâng tầm ở đây không hẳn là giàu nghèo, nâng tầm ở đây là nâng cái tầm tâm thức, nhận thức, tâm linh, tư duy, suy nghĩ, nhân cách của Canh Thân. Trong cái đoạn nâng tầm này thì những cái gì nếu Canh Thân lại, hoặc những ai đó dìm Canh Thân xuống, hoặc giản đơn là mọi thể năng lượng thấp bằng, một cách nào đó sẽ dần xa rời Canh Thân đi. Nên hãy cứ hoan hỷ nếu bạn đời không còn kề cạnh, hãy cứ thản nhiên nếu đối tác không còn cùng đồng hành, bạn bè có thể rời xa, người thân và họ hàng có thể xa lánh, người đời có thể dèm pha, dè biểu, người tin có thể trở mặt vài lần. Tất cả là sự gọt giũa của mệnh số, của căn duyên tiền định cho Canh Thân một thể năng lượng thuần túy hơn, tinh khiết hơn, gần với cái sơ tâm của chính Canh Thân hơn. Còn những điều xấu, những người xấu, vì Canh Thân không đủ phủ để tự cắt đứt rời xa, nên cha mẹ trời đất thần linh xung quanh đã phải cắt đứt dùm. Bạn chớ bận lòng, thời gian sẽ chữa lành những gì mà nguyên do lý trí hay cảm xúc không thể bỏ qua. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024 này, người tuổi Canh Thân sẽ có một khoảng thời gian được chữa lành, được tỉnh, được nhận thức rõ ràng sự vận chuyển của cuộc sống xung quanh, và sau đó là thời điểm để Canh Thân lại bắt đầu lựa chọn và quyết định cho nửa đời còn lại của mình. Hy vọng Canh Thân sẽ nghiêm túc mà nhìn nhận, không đơn thuần để cảm xúc bề nổi, dễ dàng dắt Canh Thân đi tin vào bản năng và trực giác của mình. Cuộc hành trình dạn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên, lắm lúc giờ mới là thời điểm để Canh Thân thật sự bước trên con đường mới mà mệnh số chọn cho mình. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, thuộc hành mộc trong ngũ hành với thiên can Canh, thuộc hành kim,
tượng trưng cho sự sắc bén, cứng rắn và khả năng thích ứng cao. Kết hợp với con giáp Thân biểu tượng của sự thông minh, lanh lợi và khéo léo, người tuổi Canh Thân mang cho mình sự kết hợp độc đáo giữa sự nhanh nhẹn, tinh tế và sự quyết đoán trong hành động. Người tuổi Canh Thân thường có tính cách thông minh, nhanh nhẹn và giàu sáng tạo. Họ là những người luôn tò mò, thích khám phá và không ngừng học hỏi những điều mới mẻ. Thiên can Canh thuộc hành kim, mang đến cho họ sự sắc bén trong tư duy và khả năng quyết đoán trong mọi tình huống. Con giáp tuổi Canh Thân biểu trưng cho sự lanh lợi và khéo léo, giúp họ có khả năng xoay chuyển tình thế và thích ứng nhanh chóng với mọi hoàn cảnh. Những người tuổi này thường rất năng động và luôn tràn đầy năng lượng. Họ có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng thuyết phục người khác và thường được mọi người yêu mến nhờ sự vui vẻ, hài hước và tính cách cởi mở. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Sự kết hợp giữa hành kim và con giáp Thân khiến họ có khả năng phân tích tình huống một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, người tuổi Canh Thân cũng có thể gặp khó khăn trong việc kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn. Sự nhanh nhẹn và thích ứng cao đôi khi khiến họ dễ chán nản khi gặp phải những khó khăn không thể giải quyết ngay lập tức. Họ cần học cách kiên nhẫn hơn, tập trung vào một mục tiêu dài hạn và không bị phân tâm bởi những điều nhỏ nhặt. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Canh Thân nhận ra rằng sự thông minh và nhanh nhẹn là những lợi thế quý báu, nhưng để đạt được thành công bền vững, họ cần học cách kiên nhẫn và kiên trì hơn. Họ hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể đạt được kết quả ngay lập tức, và đôi khi sự thành công đến từ những bước đi nhỏ bé và liên tục. Họ học cách giữ vững mục tiêu, tập trung vào những điều quan trọng và không bị cuốn vào những phiền nhiễu bên ngoài. Người tuổi Canh Thân cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là việc đạt được thành công cá nhân, mà còn là về việc xây dựng những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa. Họ học cách lắng nghe và chia sẻ với người khác, không chỉ sử dụng lanh lợi và khéo léo của mình để đạt được mục đích, mà còn để tạo dựng lòng tin và sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ sự bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống, giữa thành công cá nhân và những giá trị tinh thần. Trong các mối quan hệ, người tuổi Canh Thân luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp, yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Canh Thân với sự kết hợp giữa trí thông minh và quyết đoán là hình ảnh của một con người sáng tạo và mạnh mẽ. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Canh Thân không chỉ lanh lợi và khéo léo, mà còn biết cách duy trì sự kiên định và bền bỉ trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện dưới sự sắc bén của thiên can Canh và sự linh hoạt của con giáp Thân, nó làm nên sự khác biệt của người tuổi Canh Thân, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân cho hay, đây là con giáp đứng đầu về sự may mắn, thuận lợi trong thời điểm này. Nhờ có nguyệt lệnh ngũ hành kim làm chủ, nên dạng sự hanh thông, vận trình vững mạnh, đầu tháng Tỷ Kiên phù hộ công việc thuận lợi. Cuối tháng Thường Quang Lâm dựng nên công việc vững chắc, thu nhập ổn định. Ngoài ra, các tinh Thái Dương che chở vận mệnh của người tuổi Canh Thân, bản mệnh cũng sẽ có nhiều may mắn hơn trong đường sự nghiệp. Người tuổi Canh Thân được tận hưởng tháng Trung Thu với nhiều niềm vui và nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, mà bạn làm việc gì cũng thuận lợi, cũng được người ủng hộ, giúp đỡ và thúc đẩy để nhanh chóng chạm tới thành công hơn. Trên phương diện sự nghiệp, do nhận được sự giúp đỡ của Tam Hội mà bạn có cơ hội gặp gỡ, quý nhân tuổi Canh Thân được giới thiệu cho những cơ hội hiếm người có được. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì có thể đạt được bước tiến mới trong công việc, thậm chí được cất nhắc tăng lương, thăng chức. Người không may mắn cũng cần tìm được định hướng chính xác cho mình. Bạn dám thử sức thì sẽ gặt hái thành công. Trong lĩnh vực tiền bạc, con giáp này được làm quen với những đối tác khách hàng đầy triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý, ít khi mâu thuẫn về quan điểm lợi ích, nên công việc nào cũng tiến hành trôi chảy, thậm chí nhờ đồng tâm hiệp lực mà đôi bên còn có thể thu về khoản lợi nhuận lớn hơn và nhanh chóng hơn so với dự kiến. Phương diện tình cảm, bản mệnh được đón đào hoa rực rỡ, do rất nhiều các tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh như Thái Dương, Mộc Dục, Thiên Diêu, mà xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu người săn đón. Tuy nhiên,
Theo tử vi từ trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Thân cho rằng, càng là người nổi bật, bạn càng phải cẩn thận trong việc lựa chọn người yêu. Hãy dành thời gian trò chuyện để hiểu rõ đối phương hơn trước khi quyết định tiến thêm một bước. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, do được nhiều các tinh chiếu mệnh nên người tuổi Canh Thân cực kỳ đào hoa. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu những người săn đón, bày tỏ hảo cảm. Quan trọng là bạn có rung động với ai, hay có muốn đến với ai hay không mà thôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, con giáp này bắt đầu để ý hơn đến ngoại hình của mình. Nhờ vậy mà bạn có sự thay đổi lớn lao, khiến những người dù quen biết đã lâu cũng sẽ phải ngạc nhiên. Thời điểm này người tuổi Canh Thân sẽ nhận được nhiều lời làm quen của các đối tượng khác giới, song bạn không nhất thiết phải đến với ai đó quá vội vàng. Đây là lúc bạn có quyền lựa chọn. Hãy nói chuyện với một vài người mà bạn thấy rằng phù hợp. Sau khi có hiểu biết sơ qua về đối phương thì quyết định đến với ai cũng không muộn. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì đào hoa quá vượng chưa chắc đó là tốt. Thiên Diêu khuyên Canh Thân hãy giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng quá gần gũi với người khác giới, kẻo sẽ gây thương nhớ, khiến người khác xì xào, bàn tán về mình. Canh Thân cần biết trân trọng những gì mình đang có, không nên gây cho người thân những tổn thương không đáng có. Đừng vì một phút ham vui mà phá hủy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Bản mệnh nên tận dụng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cho việc làm ăn, kinh doanh và hợp tác, chắc chắn sẽ đem tới những lợi ích lớn hơn nhiều. Gia đạo thời điểm này thuộc thiên sinh địa dưỡng, nên khá nhiều các lợi họa thuận hành thông. Tuy nhiên, nếu bản thân mỗi chúng ta không thay đổi, vẫn cứ chấp niệm hơn thua, đố kỵ để ý nhau thì thắng có tốt cũng vô ích, nhân vô thập toàn. Nên đừng mang nhau ra so sánh hay muốn phải thế này hay phải thế kia, sẽ không giúp nhau tốt hơn mà chỉ thêm ức chế xa lánh mà thôi. Mình là mình, còn họ là họ, mỗi con người là một cá thể khác biệt, nên không ai giống ai cả. Vậy nên hãy có sự thấu đáo mới mong an vui viên mãn được, tất cả do mình và nghiệp vận mà ra. Vì vậy, tốt xấu là do mệnh chọn. Xét về phương diện sức khỏe, cô tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Người tuổi Canh Thân không gặp phải vấn đề sức khỏe nào quá đáng lưu tâm trong thời điểm này. Hơn nữa, càng lúc bạn càng ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, nên bạn sẵn sàng xây dựng cho mình một lối sống khoa học và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Canh Thân hãy thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe, mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo ra cơ hội cho tương lai. Vào cuối tháng là tiết trời trở thu, người tuổi Canh Thân cung mệnh Kim bước vào tiết thu thì kim khí dưỡng thổ, khí suy yếu. Như vậy bạn cần chăm sóc hai bộ phận đại diện của hạnh thổ là tỳ vị và lá lách tỳ vị. Muốn khỏe thì người này lưu ý việc nhai kỹ và nhuyễn hóa thực phẩm là được. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, cô tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân cho thấy bản mệnh đang có những bước tiến vô cùng nhanh chóng trong sự nghiệp. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch là thời điểm nhiều cơ hội mở ra, nếu nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái được thành công, khẳng định được tài năng và vị thế của mình. Tam hội đem tới quy nhân cho bản mệnh, đó có thể là người từ lâu đã không liên lạc hoặc là bạn bè, người thân của chính bạn. Khi cơ hội đã trao tay, bạn không nên băn khoăn quá nhiều, mà hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công. Ngoài ra, nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách, bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Thời điểm này nhờ có tinh thần đoàn kết mà mọi công việc đều được giải quyết nhanh gọn, dễ dàng. Với những người đang không may mắn, bạn được người thân quen giúp chỉ ra những con đường phát triển hợp lý. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để lắng nghe mọi người, kết hợp với những quan điểm của bản thân, bạn sẽ rút ra nhiều điều đáng quý. Thời điểm này cũng là khoảng thời gian tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Canh Thân đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đến một mục tiêu cụ thể, rõ ràng và đầy hứa hẹn. Tuổi Canh Thân không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới,
mà còn khiến những cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Thời điểm này, vận trình sự nghiệp đa màu sắc, thiên ấn đem tới khả năng quan sát nhạy bén, đi cùng năng lực xử lý vấn đề nhanh gọn. Công việc nhờ sự nhạy bén của bạn mà luôn được giải quyết trôi chảy trong khoảng thời gian này. Sẽ có nhiều lúc bạn xử lý công việc xảy ra bất ngờ, ghi điểm với lãnh đạo nhờ tài tháo giác hơn người. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của người tuổi Canh Thân cho thấy bản mệnh có sự nghiệp thịnh vượng, có quý nhân chinh ấn che chở mang tới trí thông minh tuyệt đỉnh, là người coi trọng danh dự vinh hoa. Nên thời điểm này người cầm tinh con khỉ khá chú trong việc chức vụ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, có thể thấy ham muốn về quyền lực tăng cao, khiến Canh Thân làm việc tích cực hơn bình thường. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Thân sinh năm 1980, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, thời điểm này người tuổi Canh Thân trong vận trình tài lộc được nhờ giả rất nhiều. Nhờ thiên ấn dượng, bạn là người có khả năng cảm thụ cao, năng lực kiếm tiền nhờ vậy mà có thêm nhiều cơ hội mới. Sở trường của người cầm tinh con khỉ trong công việc tìm kiếm, điều tra, thu thập tin tức có lợi về tiền bạc, kiếm tiền. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân cho biết vận trình tài lộc của bản mệnh cũng có chịu ảnh hưởng từ chính ấn dượng địa. Tuy nhiên, tinh thần của chính ấn sẽ giúp Canh Thân nhiều hơn là năng lực hành động. Bởi có tinh thần nhẫn nhịn, biết vượt lên nghịch cảnh, sẽ giúp vận tài chính của bản mệnh được đảm bảo nhờ công việc thường ngày. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân nhận thấy rằng bản mệnh được đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Tam hội là yếu tố thúc đẩy khiến bạn bắt tay vào công việc, bạn làm gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính. Thời điểm này, Canh Thân gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu. Nhờ vậy mà nhiều tranh chấp bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm tiền rủng rỉnh tăng lên đáng kể. Thậm chí nhờ hợp sức với nhau mà đôi bên có thể hoàn thành các dự án lớn một cách vô cùng nhanh chóng và chất lượng. Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những món đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ, bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu. Còn với những người giàu kinh nghiệm, theo tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân, thì Canh Thân nhận định được đâu là mới đầu tư chính xác. Nhờ vậy mà đem về cho mình một khoản lời lãi đáng kể. Những thành tích cao trong công việc cũng giúp bản mệnh nhận được khoản tiền lương tiền thưởng đụng đỉnh. Đây là khoản tiền vô cùng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Hãy có cách tiêu dùng hợp lý, thậm chí lấy khoản tiền đó đầu tư để tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Canh Thân sinh năm 1980? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Canh Thân có một khoảng thời gian dưỡng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Các tinh này che chở cho các mối quan hệ của Canh Thân, mở ra những kết nối mới trong cả cuộc sống lẫn việc làm. Tuổi Canh Thân có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Ở phương diện tình cảm cá nhân, tin vui cũng sẽ đến với người độc thân khi rất có thể tấm chân tình của bạn cuối cùng đã khiến người kia cảm động và chấp nhận. Điều bạn cần lúc này là sự chủ động và quyết liệt trong tình yêu. Với những ai đã có gia đình thì đây là khoảng thời gian hạnh phúc, êm ấm. Trong những ngày này công việc có chính quan báo hiệu, Canh Thân có thể biến những ngày này của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Ngày đầu và ngày giữa thời điểm là lúc các khí dượng, tài vận dượng phát, Canh Thân cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Đến ngày có điềm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn nâu, xanh. Con số may mắn 22, 75, 49 và 04. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980.
Sao Thái Dương vốn là một cá tinh nên khi nó xuất hiện trong vận trình những ngày này của tuổi Canh Thân sẽ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ thuận lợi hơn phần nào. Thực ra con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Thời điểm này chính là ngày gặp may của bạn, các khí cũng giúp tài lộc thăng hoa, tài chính rủng rỉnh. Những người làm công việc cố định tuy chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lương chính, nhưng thu nhập hiện tại đủ khiến bạn hài lòng. Người kinh doanh tự do sẽ thoải mái hơn khi có nhiều nguồn thu khiến bạn thật sự vui mừng. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ dạo gần đây đang có dấu hiệu lạnh nhạt hơn trước. Canh Thân không nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường. Có thể do người ấy và bạn đã lâu không được gặp nhau, do cả hai quá bận rộn, hãy quan tâm tới đối phương nhiều hơn. Chia sẻ và động viên sẽ giúp tình cảm cả hai thêm gắn bó. Trong những ngày này sức khỏe đang có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng. Tuổi Canh Thân là người quá tham công tiết diệt, nên có xu hướng bỏ bơi, không quan tâm cơ thể. Bạn mãi mãi mê kiếm tiền mà quên chăm sóc cho bản thân. Hãy nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật nhiều. Nếu không sau này Canh Thân sẽ thấy hối hận đấy. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn hồng, vàng. Con số may mắn 80, 99, 65 và 32. Bí quyết cải mệnh của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, không khoe khoang. Nếu quan sát bạn sẽ thấy chỉ những người mới biết chút ít sẽ có xu hướng khoe khoang với kiến thức. Đối với họ là mới mẻ thì họ thích khoe ra vì tin rằng mình biết hơn người khác. Người mới biết bơi khoe mình mới bơi được, kẻ mới mua xe lại khoe xe khỏe, mới mua nhà khoe nhà mới, người cả tháng mới nấu được bữa ăn thì khoe bữa cơm mình nấu. Ngược lại những người biết bơi từ lâu, mua nhà, sắm xe, nhiều năm thường xuyên phải nấu ăn, dọn nhà thì họ xem đó là việc quen thuộc chẳng bao giờ phải khoe ra. Người càng biết nhiều họ càng trầm tĩnh và luôn biết giữ im lặng khi cần. Vì vậy, là người chớ tùy tiện đắc ý, cho dù ở vị trí nào cũng đều không nên đắc ý mà khoe khoang. Cho rằng ta hơn người, bạn càng khoe ra chỉ cho thấy bạn đang có thiếu sót trong tâm mà thôi. Thế nên người đời mới ca ngợi người khiêm tốn biết nhún nhường. Thực tế là với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội ngày nay, các bạn trẻ không chỉ thích khoe thứ mình có, mà còn khoe những thứ mình không có, thậm chí mượn ảnh sang chảnh của người khác về đăng trang cá nhân của mình để mong nhận được lời trầm trồ, sự ngưỡng mộ từ người khác. Sự không chân thật này tưởng như vô hại, nhưng nó lại đang phản ánh con người thật của bạn mà bạn muốn tránh né bấy lâu nay. Nếu hiểu được điều này, hãy tìm cách dưỡng tâm, hoàn thiện bản thân mình, thay vì cố gắng sống ảo bạn nhé. Đó là chưa kể bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy, vì bạn đang thu hút lòng tham của những kẻ yếu thế hơn bạn. Chỉ vì muốn có những thứ bạn đang có, họ sẽ tìm cách cướp lấy. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Canh Thân sinh năm 1980, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm Con Rồng, tuổi Canh Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự, đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc.
Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980, theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao vừa mang lại điềm tốt vừa có điềm trở ngại. Về mặt tốt, tinh tú này chủ về tài lộc dồi dào, tiền hết lại có, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Về mặt xấu, sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao này chiếu cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Canh Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay dạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trao dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video.
Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.